Tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển bò sữa theo hướng hàng hóa. Tính đến hết quý 3 năm 2023, tổng đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh là 24.560 con. Để tạo bước đột phá, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi địa phương, tỉnh Lâm Đồng luôn khuyến khích phát triển chăn nuôi công nghệ cao, thông minh, gắn liền với hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã công nhận một vùng chăn nuôi bò sữa công nghệ cao trên địa bàn xã Tu Tra và xã Đà Sòn, huyện Đơn Dương, với quy mô 13.850 con. Một doanh nghiệp là trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt được Ủy ban Nhân dân tỉnh chứng nhận doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 150 hectare và quy mô 2.800 con bò sữa. Trong chăn nuôi bò sữa, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn sử dụng máy liên hợp phối trộn khẩu phần thức ăn hoàn chỉnh theo phương pháp DMA, sử dụng robot để thức ăn tự động để giảm công lao động và thức ăn đảm bảo cân đối dinh dưỡng thường xuyên cho vật nuôi. Hầu hết, người chăn nuôi bò sữa đã sử dụng máy vắt sữa thay cho việc dùng tay vắt sữa thủ công, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa.